Đầu tiên, bạn hãy đặt mật khẩu khởi tạo camera. Camera Dahua nội địa chỉ hiển thị ngôn ngữ tiếng Trung. Bạn có thể dùng trình duyệt dịch thành tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho dễ sử dụng. Tiếp theo, hãy chuyển chuẩn nén về H.264 trên cả luồng video chính và phụ. Đặt IP tĩnh cho camera. Tạo tài khoản OnVIP cho camera. Tiếp theo bạn hãy mở ứng dụng OnVIP Device Manager để lấy link ATSP của camera. Thay đổi giá trị subtitle thành một, bạn sẽ lấy được luồng video phụ của camera. Bạn chọn kiểu kết nối là custom hoặc tùy chỉnh và thêm liên kết ATSP vừa tạo. Đã thêm camera vào thành công.